Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tin tức tổng hợp được cập nhật liên tục trên kênh 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Fan Hàn nở mày nở mặt khi Twice chứng minh được sự nổi tiếng của mình ở Mỹ. Gần đây, girl Group Twice đã hoàn thành mỹ mãn chuyến lưu diễn 7 ngày tại Hoa Kỳ của tour diễn thế giới 3 ngay từ những ngày đầu tiên của tour diễn, Twice đã nhận được những phản hồi cực tốt và phủ sóng khắp mạng xã hội hình ảnh về các đêm diễn. Và đây cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy sức hút cũng như vị thế của Twice ở thị trường âm nhạc rộng lớn này. Theo đó, chuyến lưu diễn tại Mỹ của Twice kéo dài 7 ngày từ ngày 15 đến ngày 27 tháng 2 tại các thành phố khác nhau bao gồm Los Angeles, Oakland, Dallas và Atlanta. Sau mỗi đêm diễn, Twice đều trở thành tâm điểm bàn tán khắp các trang mạng xã hội và hình ảnh được chia sẻ dần dần. Đáng chú ý hơn là Twice đã có thể phá kỷ lục khi chuyến lưu diễn của họ hiện là chuyến lưu diễn Bắc Mỹ có nhiều người tham dự nhất của một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc khi có hơn 100.000 người tham dự. Kỷ lục trước đây do Blackpink nắm giữ. Ngoài ra, nhóm cũng được tạp chí Forbes của Mỹ xác nhận kỷ lục là girl group đầu tiên tổ chức hai chuyến lưu diễn riêng biệt ở Mỹ đầy thành công. Trước đó, một bộ phận netizen đã nghi ngờ ít nhiều về độ nổi tiếng của Twice ở Mỹ, họ cho rằng girl group nhà JYP khi rời xa thị trường Hàn và Nhật sẽ là bão tố, việc tổ chức concert ở Mỹ như thế là cố đấm ăn xôi. Thế nhưng những thông tin nói trên lại chính là một minh chứng rõ ràng cho thấy độ phổ biến, nổi tiếng của Twice tại Mỹ. Khỏi phải nói người hâm mộ của Twice đã tự hào như thế nào về những gì mà nhóm đã làm được ở Mỹ. Họ đã cùng tụ họp để lại bình luận trên một bài đăng trực tuyến để bày tỏ sự tự hào của họ đối với Twice. Tôi sống ở New York và đồng nghiệp của tôi, người Trung Quốc, đã mua vé xem hai ngày concert của Twice. Họ cũng thực sự nổi tiếng ở đây. Twice tuyệt vời lắm ấy, họ cháy hết mình với các đêm diễn. Ai bảo Twice chỉ nổi ở Hàn và Nhật, Mỹ cũng cần được tất nha. Tôi nghĩ trong số các nhóm nhạc nữ, họ đứng đầu, Twice đỉnh lắm. Tôi tự hào về họ lắm luôn. Tôi đã đến concert của Twice Họ có rất nhiều người hâm mộ ở nước ngoài hơn là người hâm mộ Hàn Quốc. Tôi không ngờ những người hâm mộ ở nước ngoài biết hát tất cả các bài hát tiếng Hàn của Twice. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KNEW 24 giờ. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ KNEW 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!